Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì để mà đảm bảo được cái nguồn điện sạch sẽ trong gia đình mình, dành cho các anh em nào mà chơi những cái thiết bị âm thanh như là nghe nhạc, muốn âm thanh nó không có bị mò ve tín hiệu từ những cái thiết bị nguồn điện của mình, thì cái việc mà để cho nguồn điện sạch thì rất là quan trọng trong cái việc mà chơi âm thanh. Thì ở đây em lên luôn cả cho anh em là cái cục lọc nguồn này, một cục lọc nguồn được sử dụng trong y tế cũng như là trong quân sự, nên là đảm bảo được cho anh em về cái độ truyền tải mà các bác sử dụng cái lọc nguồn này á, nó giúp nguồn điện của mình sạch sẽ từ những cái thiết bị các bác sử dụng ngoài thức âm thanh ra. Các bác vẫn sử dụng như là máy lạnh, tủ lạnh hoặc là những cái thiết bị gia dụng của gia đình mình sử dụng điện á, âm thanh của nó sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng bởi những cái nguồn điện đó, nên là việc sử dụng những cái cục lọc này rất là quan trọng trong cái việc đó luôn. Nên là ngày hôm nay em lên lại cho các bác cục lọc nguồn này để giúp âm thanh khi các bác sử dụng nó sẽ sạch sẽ hơn, âm thanh ra sẽ chuẩn hơn. Thì nếu mà anh em không có thích làm thành những cái cục này á, thành cái bộ này á, thì em sẽ lên trước cái cục này. Đây là cục lọc Delta 30A được sản xuất tại Mỹ, và cái chất lượng của cái con này nó truyền tải á, sẽ rất là tốt nè. Như là trên mặt trên cái cục này nó sẽ có những cái ký hiệu như là đường 1, đường 2 sẽ đưa đường vào phích cắm, 3, 4 này sẽ đưa đường vào ổ điện, và cách đấu như thế nào thì anh em cũng rất là dễ dàng luôn. Thì ở đây có con ốc nè, anh em sử dụng ở đây sẽ có đường 3 và đường 4, thì anh em sẽ sử dụng đấu dây vào đây, mở ốc ra thôi và để dây vào đây và kẹp lại và vặn lại thôi, rất là dễ dàng luôn cho anh em sử dụng tại nhà. Đấy, cục lọc 30A. Thì cục lọc này được sử dụng trong thiết bị y tế cũng như là trong quân sự, nên đảm bảo được cho anh em là cái trường hợp là bị âm thanh không hay hoặc là nguồn điện không có sạch sẽ để sử dụng trong quân đội hoặc trong y tế, chắc chắn là phải đảm bảo được mấy cái vấn đề đó. Và đường nghe này sẽ là đường tiếp mát để Delta 30A. Thì các bác sử dụng, nếu mà các bác sử dụng nguồn điện 110 thì cái nguồn điện ở đây nó ra cũng vẫn là 110 và 220, thì nguồn điện ra sẽ là 220. Thì ngoài đó ra thì mà sẽ lên luôn cả cho anh em những cái cục lọc, những cái ổ cắm như thế này để cho anh em tiện, rất là tiện luôn để cho anh em sử dụng. Và cái chất lượng của cái miếng gỗ này mà anh em sử dụng để làm cho anh em á, đây là cái chất lượng của nó sẽ là gỗ sồi, đây là rất là bền bỉ theo thời gian, cũng như là bên em đã xử lý những cái mọt hết, nên là anh em chỉ cần về cắm điện thôi là sử dụng được. Và đi kèm theo cái cục lọc này á, cục lọc mà có cái gỗ như thế này á, thì bên em luôn tặng kèm cái nào cái dây nguồn về, chỉ có việc anh em chỉ có việc đấu vào thôi là có thể sử dụng được, không có cần phải làm bất kỳ một cái gì hết. Và trên cái mặt này thì bên em sẽ làm sẵn là với cái 8 ổ cắm này cũng như là 6 ổ cắm thì heo cũng như tùy theo nhu cầu anh em cần để sử dụng đấy. Và trên mặt này nó sẽ có 6 ổ cắm nè, cũng như là bên hông sẽ có một cái nút để bật tắt nguồn hay bật tắt nguồn đấy. Và ở dưới đây sẽ có cho anh em là 4 cái chân để cho anh em để trên bề mặt phẳng á, nó sẽ không có bị trơn trượt, và để đảm bảo an toàn luôn cho anh em sẽ luôn làm tiếp địa ở đây này để cho anh em dễ dàng hơn để sử dụng. Gỗ là gỗ sồi nha, rất là chắc chắn. Thì bên trong của cái cục này bên em đang sử dụng là cái cục lọc nguồn Delta 30A này, nếu với cái giá là bán lẻ thì bên em sẽ có giá là 650.000 cho một cục này, cho một cục như thế này. Và cái cục 6 ổ sẽ là 1.550.000, để bên em lên sẵn để cho anh em về chỉ có việc cắm vào thôi là sử dụng. Và cũng như là về cái hình thức bên ngoài nó vừa mang tính thẩm mỹ nè, cũng như là vừa an toàn để cho anh em mà có nhà có em bé thì tránh trường hợp là bị đụng vô đấy. Và những cái chân trên đây đều rất là tốt, cũng như là chuẩn của cái nguồn điện cắm, nên là anh em yên tâm về là sử dụng những cái cục này. Đấy. Thì và cái cục mà 8 ổ sẽ là 1.650.000 trên một cục đấy, vẫn là cho anh em sẽ tặng kèm cho anh em một cái dây nguồn cho anh em về chỉ có việc là cắm vào thôi là sử dụng. Đây, khi anh em sử dụng thì anh em cắm cái này vào đấy, sẽ cắm vào và cắm vào cái ổ điện của mình. Và nếu mà anh em cắm trực tiếp luôn á, khi sử dụng hoặc khi không sử dụng cũng rất là tiện, tại vì bên em sẽ tích sẵn cái chỗ bật tắt nguồn đấy, khi sử dụng thì anh em sẽ bật lên
và khi không sử dụng thì em sẽ tắt đi, cũng rất là đảm bảo cho anh em về cái độ an toàn nè, cũng như là khá là tiện lợi, không có cần phải rút vào, rút dây điện vào cũng như là rút dây điện ra, chỉ cần bật tắt nguồn thôi là có thể sử dụng được. Thì vừa rồi em có giới thiệu cho các bác là một cục lọc nguồn cũng như là những cái ổ cắm bên em lên sẵn như thế này để cho anh em tiện hơn về cái việc sử dụng ở nhà, và em cũng đã báo giá rồi. Nếu anh em ưng ý cái mẫu nào thì có thể liên hệ với một số điện thoại là 0935 980 281, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em có thể dễ dàng theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.